Hello bạn, thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy được tất cả công thức. Đấy. Thì bậc thầy pha chế thì bạn phải hiểu được tất cả công thức đồ uống. Thì đây. Đây là chứng nhận. Chứng nhận bậc thầy. Đấy. Đấy, lại vậy. Thì chúng ta sẽ vào đây nha. Tôi còn một công thức cuối cùng nữa. Bên nhánh trái nước trái cây đây, nó chuyện thằng này chọn dòng tôi nghiên cứu công thức mới. Ly cỡ nào cũng được, vừa nhỏ lớn bé cũng được, dù sao bạn pha xong cũng bạn cũng dục xuống đất mà. Ấy thì tôi đã lấy được tất cả công thức nè. Rồi theo thứ tự nhé các bạn, thì chỉ cần coi bên đây thôi là rồi, sau đó các bạn tự pha chế. Đó, thì đó là tất cả 21 loại công thức của Monster. Và heo gì đây? Thì nghiên cứu đủ 21 loại công thức gì đây, chúng ta trở thành bậc thầy và chị. Có hình ảnh chai rượu kế bên luôn. Nhìn trông khác gì, chả khác gì. À, củ chuối này. Nhìn nó phèn sao đâu. Hết rồi. Thế gì nghiên cứu được 21 công thức sao, tại sao không cho thêm ít một nguyên thạch để tôi roi loại thằng nha. Để lấy cũng mệt ba đồ cái kiểu đồ mà hơi tán chấp vậy đủ rồi. Đấy thì đi đeo ở đây thôi, cảm ơn em theo dõi. Các bạn đừng có quên bấm nút đăng ký và nút like cho video nhé. Thắc mắc gì thì cứ comment dưới video đây, cảm ơn. Khổ quá dạo này bệnh rồi, hẹn lại anh em những video sau. See ya.